Anh Trí anh. À dạ, em Tươi anh ơi, em Tươi bên công ty bảo hiểm AIA nè anh. À dạ, thì hôm trước thông qua cái sự giới thiệu của chị Thủy á, thì hôm nay em có gọi cho anh để mà em giới thiệu về cái sản phẩm bảo hiểm ở bên em á. Thì hiện tại bây giờ bên em đang có một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nó là một cái thẻ bảo lãnh viện phí hết sức là tuyệt vời. Nếu mà anh có thể sử dụng thì mình có thể sử dụng tất cả những cái bệnh nhẹ tới bệnh nặng luôn, ví dụ cảm nắng cho tới cảm nặng anh đều sử dụng được hết. Thì tụi em có những bệnh viện mà mình có thể sử dụng bảo lãnh cái thẻ trực tiếp này luôn. Ví dụ trong trường hợp mà mình có ho hen hay là cảm sàn thôi thì anh có thể sử dụng cái thẻ đó để anh đến cái một cái bệnh viện nào đó mà mình xuất trình cái thẻ và cái thông tin chứng minh nhân dân của mình thôi, thì toàn bộ viện phí bên em sẽ bảo lãnh hết. Ngoài cái việc mà tiện lợi đó ra thì anh còn sử dụng thêm một số cái quyền lợi khác. Ví dụ như là tụi em có bảo hiểm ung thư, tụi em có nội trú thì tối đa mình xài được tới 1 tỷ một năm lận. Thì không biết là em có thể mời anh một buổi cà phê để mình nghe rõ hơn về cái sản phẩm này được không anh ạ? À? Dạ rồi, như vậy thì 10 giờ sáng thứ hai tuần này em sẽ gọi lại cho anh để mình chốt địa điểm anh ha. À dạ rồi, em cảm ơn anh Trí nha. Dạ vâng. Các bạn tư vấn viên ơi, hãy dùng CHR là một cái công cụ để mình chốt hợp đồng. Bởi vì CHR nó giống như là một cái cầu nối để mình đưa khách hàng đến với AIA. Từ CHR chúng ta có thể tư vấn thêm bệnh hiểm nghèo, tư vấn thêm ăn phúc trọn đời ưu việt. Các bạn hãy sử dụng CHR nhé.